Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục quay trở lại với nhà vườn của chị Thủy ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để cho chị Thủy quay giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai bonsai cho cô chú anh chị mình chơi Tết nè ha. Đó là quay lẻ từng cây, và chị Thủy cũng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình cái lô là khoảng 20 mấy cây là hàng ghép gốc nhớt già mùa liền cốt cô chú anh chị ha, là khoảng mười mấy năm gì đó. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu mua về bán lại thì cứ alo số điện thoại của chị Thủy ha, hoặc là cô chú anh chị muốn mua một cây cũng được đó, một cây một cặp gì đó, cô chú anh chị muốn mua bao nhiêu thì nhà vườn sẽ bán cho cô chú anh chị mình bấy nhiêu ha. Thì ưu tiên cho ai mua được hết lô thì chị Thủy sẽ để giá nới cho cô chú anh chị nha, lẻ vẫn có giá luôn nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị với lại các bạn mình vào clip để gặp luôn chị Thủy, để chị Thủy chào giới thiệu về giao lưu nha. Rồi chào chị Thủy ơi. Hôm nay trở lại kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh ha. Hôm nay trở lại kênh thì em giao lưu với cô chú chị em mình một lô mai để mình về chơi Tết năm 2024 ha. Đầu clip hôm nay thì em sẽ vào giới thiệu với cô chú anh chị em mình một lô mai có em có được 20 mấy cây này, là tầm giá 10 mấy năm. Em nuôi nay 10 mấy năm mày gốc nhớt ha, liền chậu. Liền thân liền cốt luôn. Rồi. Đó, cái này là mình ở đây mình có giống gì đây ha chị Thủy? Thì ở đây thì trong cái này thì chỉ có giáo nhung và thủ đức giáo thơm thôi. Là mình có ba giống ha, giáo nhung, giáo thơm và giáo thủ đức nha cô chú anh chị, ba giống. Trời ơi em nói ha, cái lô này hồi mới đầu em vô em thấy em địa từ cái vàng nút, từ cái vàng nút là em mê dữ lắm, mê cô chú anh chị nè. Đó. Nè nó già mùa mà cái vàng nút ta nói phải chất lượng nha cô chú anh chị nè. Đó. Rất là chất lượng luôn cô chú anh chị ha, cái nụ nè. Nụ nào nụ nấy nhìn thấy mập ghiền luôn á. Đế cũ. Đó. Ồ, cái đế. Trời ơi, cái cũ. Trời ơi. Cô chú anh chị nè ha. Trời ơi. Ít có nhà vườn nào có được mấy cây mà to to mà cái cũ đế rồi như vậy đúng cô chú anh chị, mà hàng mấy năm này ít lắm nha. Cái mắt ghép nó là được 20 rưỡi nè. Mắt ghép là 20 nha, quạnh 20 luôn cô chú anh chị. Cái cũ của nó là gần được 35 nè ha. Rồi, cũ là gần 35 ha. Đó, như 34 là đo sơ sơ cái này thôi. Cái này chiều cao chắc cỡ 2 mét quá. Mét rưỡi. Mét rưỡi ha. Cỡ mét rưỡi, tán ngang thử nhiêu đây chị Thủy? Tán ngang thì nó 1m20. Một là mét cây này 20. Cây nhỏ nè. Cây nhỏ nhất ha. Đây đo ngào ngào cái cây nhỏ ha. Còn cây này là cây giáo nhung nè. Đó, giáo nhung kế bên luôn. Cây giáo nhung lá nè. Thì nó cô chú anh chị mình nhìn nha, cái bộ lá này cô chú anh chị ha. Đây nè, cô chú anh chị mình nhìn ha. Nè. Hai cái là nó khác biệt hoàn toàn nha cô chú anh chị. Đó, cái vàng lá nó khác ha. Nó sậm hơn là nó to hơn cô chú anh chị. Cây giảm nhung cô chú anh chị em mình tham khảo bồ đế nè. Quá trời cái bồ đế luôn. Cái cũ ha. Bồ đế này rất là đẹp luôn. Cái này không chen vô được, phải chen vô được nó quay hết cái vàng đế này ha. Này sao mà quay lẻ được ha. Em quay lẻ cho cô chú anh chị mình ha. Chọn cái là đã luôn. Nồi gốc nó dưới này là mình được là 31 nè cô chú anh chị. 31 ha. Cái quạnh cái này chắc cũng có 20 hai mấy luôn á. Trời ơi cái quạnh trên nè. Cái mắt ghép này ngay mắt ghép lại chắc hai mấy quá. Nè mắt ghép mình được 23. Quạnh là 23 luôn á. Nói chung quạnh này từ 18 cho tới hai mấy ha, ha chị. Đúng rồi. Quạnh này cỡ từ 18 cho tới hai mấy á, tại vì em thấy này đa phần hơn 18 là không thấy luôn. Cái lô này thì là em tại vì em thả tàn tự nhiên, em không có dặn dây không có gì tơ. Tự nhiên nên cái hàng nút nó nè. Cô chú anh chị em mình thấy hàng nút rồi là rất là đẹp luôn. Nhà nút nụ to to nè cô chú anh chị. Rất là ok luôn. Rồi, thí dụ như cái này thì cô chú anh chị mình mua lẻ một cây ha, thì mình có giá là từ bao nhiêu tới bao nhiêu đây ha chị Thủy? Thì như cái cây giảo nhung này á, thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em mình xa mình á, là cái giảo nhung này là em để giá là 10 triệu một cây. 10 triệu một cây là giảo nhung. 10 triệu một cây là cây giảo nhung này ha. Rồi. Là do cái bộ đế nó và cũ đế nó thì em nuôi mười mấy năm em bán có 10 triệu. Bây giờ mình báo thì bây giờ mình báo giá lẻ đi, giá lẻ thì mức thấp nhất là bao nhiêu tiền một cây và cao nhất là bao nhiêu tiền một cây đi ha. Thấp nhất là 8 triệu một cây. Thấp nhất là 8 triệu một cây và cao nhất là bao nhiêu tiền một cây đây? Cao nhất là 12 triệu. 12 triệu là cái đó là giá lẻ cô chú anh chị mình mua từng cây ha. Nhà vườn là mình giá lẻ mình lựa từ cây nha cô chú anh chị. Rồi, thì ví dụ như cô chú anh chị mình muốn mua cây giảo nhung, tôi cần cái đế đẹp ha, chị đo thông số này kia kia nọ cho tôi, thì ngày chị Thủy sẽ đo thông số quay clip gửi qua cô chú anh chị tham khảo. Nếu cây ok thì cô chú anh chị mình chốt bên nhà vườn sẽ đưa ra cái giá ha. Mình thương lượng với nhau giá như nào đó rồi mình chốt ha. Còn dù cô chú anh chị mình muốn tới vườn ha mình lựa cũng được luôn,
nhà vườn sẽ cho địa chỉ cô chú anh chị mình tới vườn mình lựa ha, tại vì vườn của chị Thủy rộng lắm, nhiều lắm, ở đây có nhiều lắm cô chú anh chị ha, từ cái loại mới ghép gốc nhớt mấy chục năm đây ha. Rồi bên kia ha, rồi đây hàng gốc phôi vườn cũng có luôn nha cô chú anh chị, hàng phôi vườn mà hàng lớn ha, là cô chú anh chị mình mua về bán tết thoải mái luôn. Đây hàng đây nữa nè cô chú anh chị ha, bên đây là em thấy là cái lô này cũng mấy trăm cây á, mấy trăm cây, năm 400-500 cây gì á, là giỏ thủ đức, giỏ nhung với giỏ thơm nè, nó cũng là liền cốt ha, củ đế nè có luôn đó, mà hàng này thì hàng nhỏ hơn, hàng này 5-7 năm đó. Cô chú anh chị mình muốn mua về bán tết thì cứ alo cho chị Thủy ha, vườn chị Thủy đầy đủ, từ loại vài chục ngàn một cây, 100 ngàn, 200 ngàn cho tới vài triệu, vài chục triệu nha, vườn của chị Thủy ha đầy đủ, cô chú anh chị mình cứ thoải mái, giống thì nhà vườn ha đầy đủ giống luôn nha. Rồi thì giới thiệu bao nhiêu đó thôi ha, thì bây giờ cô chú anh chị mình mời cô chú anh chị mình vào tiếp cái clip để mà giới thiệu về lẻ từng cây ha, cho cô chú anh chị mình chọn ha, vô mã số nha. Rồi rồi thì em sẽ vào mã số hôm nay là mã số 10A nha cô chú anh chị. Rồi. 10A là cũng là một cây cúc phượng hoàng, và cây này là em ghép hai giống nha, cúc phượng hoàng và cúc kem. Rồi cô chú anh chị mình để ý nè ha, cúc phượng hoàng cái đọt nó đỏ nè, nhìn nè ha, lọt nó khác nè cô chú anh chị ha, với lại cái lá nè đây, cái cúc kem lá hơi mỏng hơn tí với xíu, cái đọt kem nè cô chú anh chị ha, nè đây nè cái lá phượng hoàng nè cô chú anh chị ha, nhìn bên đây nè lá nó dày hơn cúc kem nè, lá nó hơi bóng bóng hơn tí ha cô chú anh chị ha, nè đó cúc kem nè, cúc kem dưới này nè. Rồi, có màu cái đã không, cái màu thôi chứ bông nó chưa nè, bông chưa này bị sâu, bông này nó bị sâu ăn cái đó đó, nhưng mà nụ nè đó, cúc kem nè cô chú anh chị, 1, 2 nói chung cả 3-4 bo gì cúc kem á, còn lại là phượng hoàng ha. Cây thì ghép với cái phôi thân lắc rất là dễ thương nha. Ồ cái nụ chảng chảng tổ nái cái nụ. Cái này nói chung phượng hoàng thì nó tổ bông rất là đẹp, nó đẹp không có thua gì thọ hương, mà nó tổ thì nó tổ nó đi có dây, nó đẹp hơn, đẹp lắm. Rồi không số luôn nha chị, này không biết đo làm sao nữa nè. Hoành thân tại điểm này là mình được là 17. Rồi cái này quá đã. Ồ có hai cái lớp đài ở dưới, chiều cao là mình được là 76. Con này dễ thương quá. Tán ngang là mình được là 88. Rồi rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.800.000, em bao phí ship nha. Rồi 1.800.000 ha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 11A. Tiếp theo mã số 11A. 11A là một cây cúc 2 tầng của Huỳnh Tấn Phát nha cô chú anh chị. Đó. 2 tầng Huỳnh Tấn Phát nha cô chú anh chị. Cây này thì nó già mùa quá trời. Nên nó nụ quá trời quá đất luôn. Mà cái cây này mình được 2 giống nha cô chú anh chị. Rồi. Cái giống gì đây nữa? Giống, một giống Hoàng Quyết Long không nhị nè, có ghép dung bo Hoàng Quyết Long. Cái đầu nhị. Là cái đầu là cúc 2 tầng ha. Rồi khúc sau là Hoàng Quyết Long không nhị của Huỳnh Tấn Phát, hai giống Huỳnh Tấn Phát hết ha cô chú anh chị ha. Nè. 2 tầng. Đó, 2 tầng. Huỳnh Tấn Phát với lại một cái bo bên đây là bo không nhị. Hai lá nhìn khác biệt nè cô chú anh chị, thấy hai màu lá không? Nè, nó hai cái màu lá với hai cái màu lá, cái mẫu lá này hơi nhỏ nè, hơi gai gai. Còn cái mẫu lá bên đây thì dài hơn mà màu nhạt hơn cúc hai cúc không nhị Hoàng Quyết Long ha. Cái này dáng hơi xuyên xuyên á cô chú anh chị ha. Ồ ghép già mùa dữ lắm nha. Dạ hoành tại điểm này là được 30. Rồi. Nụ thấy ghiền thấy mê luôn cô chú anh chị. Nói thiệt phải thấy mê cái nụ. Chiều cao là mình được chỉ có 58 à. Rồi. Mà cái chiều bay của nó là mình được 120. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 2 triệu em bao phí ship nha. Rồi 2 triệu đồng bao phí vận chuyển, đợi cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 12. Tiếp theo mã số 12A là một cây cúc quý phi nha cô chú anh chị. Trời ơi chết rồi, đập vô mắt em đây là một dàn cái nụ quá trời, cái dàn nụ. Cái dàn nụ này một cái nó đảm bảo cô chú anh chị mình luôn. Tết nay cây này mà không nở đặt cây luôn, không nở vàng hực cái cây này em đi đầu xuống đất luôn, nói thiệt. Nè nụ nè. Ghê chưa, hơn siêu nụ luôn, muốn bằng siêu nụ luôn cô chú anh chị, nói cho bằng siêu nụ luôn chứ muốn bằng gì nữa, lừ nụ luôn, cúc quý phi nha cô chú anh chị. Mà đặc biệt nha, em nói với cô chú anh chị mình, một cái nụ vậy nó nở 6-7 cái bông, một cái nụ búp này thôi 6-7 bông, 6-7 bông nở một chùm bự chảng vậy nè. Đây nụ, đây nụ, đây nụ, cái này nở là bích cái này luôn cô chú anh chị, mình không thấy được cái thân cây đâu ha. Đúng rồi, nó tỏ ra rất là đẹp. Nụ nè, đó, thấy lừ thư không, đó này có số nụ nó nở rồi nè, nhưng mà đảm bảo cô chú anh chị mình là bích cây luôn. Cái này đảm bảo bích cây luôn. Quá trời vậy, cái dàn nụ nhìn mê luôn á. Nè. Nó đi 3 nụ một lượt vậy nữa nè.
Cái vàng này chơi là khỏi chê nha. Quý phi bông đẹp lắm. Quý phi là bông đẹp nha. Cái này được 22 ạ. Rồi. Mấy hàng này hàng vào mùa nên chơi ha, chơi bông chất lượng lắm cô chú anh chị em mình đây. Cái này là giờ chiều cao là mình chỉ có là 60 ạ. Rồi. Mấy cái này là nhà vườn ghép từ hồi đời đầu, giống mới ra tới giờ nha cô chú anh chị. Tán ngang của nó là được 116 ạ. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.700.000 em bao phí ship nha. Rồi 1.700.000 ha. Rồi. Rồi đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Cây số 13A. Rồi. 13A là một cây cúc 7 tầng và cúc bi tiên sinh ha, hai giống. 7 tầng và cúc bi tiên sinh luôn cô chú anh chị ha. Cây này hai giống nha cô chú anh chị. Cúc 7 tầng và cúc bi tiên sinh, cây này giống gần nói chung là to lắm cô chú anh chị em bo. Nói chung là nó cần với hàng cây F0, F1 á, gần cái dòng bo của nó gần nhất nha cô chú anh chị. Vì cái này là mua ở ngoài đó nè. Đó, mua giống ở ngoài chỗ đó đem về. Đó xong rồi giờ là lấy bo ghép thì giao lưu giống cũng khá là nhiều rồi ha. Bây giờ nhà vườn giao lưu lại với cô chú anh chị mình mấy cái này. Ở cái đế nè. Rồi. Thông số con đi chị thấy. Quanh tại điểm này là mình được là 18. Rồi. Ồ nụ. Cái ghiền chiều cao mình được 6.18. Tán ngang là mình được 98. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ 1.700.000 em bao phí ship nha. Rồi 1.700.000 ha. Rồi. Rồi mình đổi cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 14. 14A. Rồi. Trời ơi. Cái này nó về nó cũng dữ nha ha, mà cái giống này là em thấy là đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn, bông dữ dằn. Rồi. Cái này giống gì đây ba ha chị thấy? Cúc hoàng đế phải không? Cái này là một cây cúc hoàng đế nha cô chú anh chị. Rồi, cúc hoàng đế nha cô chú anh chị. Đó. Cái tổ của bông khủng khiếp luôn á. Bông bự ha. À, cái này cũng nở bông chùm nha cô chú anh chị. Loại này cũng nở bông chùm nha. Chùm nó là nói chung nó là 3 4 5. Đó, 3 4 5 cái bông, mà bông có cái là lên 7 xăng, đường kính 7 xăng, 8 xăng cũng có luôn nha. Mấy cái chậu ghép nó to hết lên da me hết trơn cô chú anh chị nè. Nó lên da me nha. Vàng hoàn thân đế được, tại điểm này là mình được 19 nè. Rồi. Dưới này là mình được 30 nha. Cái vàng chưa? Trời ơi cái vàng nụ. Xuất sắc cái vàng nụ này rồi. Chiều cao là mình được 69. Rồi. Tán ngang mình được 89. Rồi. Rồi cái này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.700.000 bao phí ship nha. 1.700.000 đổi cây luôn nha. Bằng đế. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 15A. Rồi. Đó, 15A, 15A là một cây cúc hoàng hậu. Ờ, cây này dáng bay luôn nha cô chú anh chị. Dáng bay mà lắc theo chiều quá đẹp luôn. Ôi. Nụ nè cô chú anh chị ha, cúc hoàng hậu nha cô chú anh chị. Mấy hàng này thì hàng già mùa không à. Cô chú anh chị em mình mua về yên tâm với hàng chuẩn giống nữa. Cô chú anh chị em mình cứ yên tâm mà mình chơi Tết năm 2024 rất là đẹp luôn. Nụ là nhìn thấy ghiền luôn cô chú anh chị. Cái dàn đế nè, thân lắc ha. Rồi. Hoành thân được 17. Rồi. Chiều cao mình được 74. Tán ngang đó là mình được là 100. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.600.000 thôi nha. Rồi 1.600.000 mình đổi cây luôn nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 16A. Rồi. 16A đây là một cây tam sắc hoàng mai nha cô chú anh chị. Rồi cây tam sắc hoàng mai là một ngày nó sẽ chuyển cho cô chú anh chị mình 3 màu bông. Thì sáng là nó sẽ màu cam ha. Trưa thì nó sẽ chuyển cho cô chú anh chị mình màu vàng, màu kem, màu giống như là màu cam cam vàng vàng cô chú anh chị ha. Chiều là nó sẽ chuyển sang thành màu kem luôn cô chú anh chị ha, trắng kem á. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, một ngày nó sẽ chỉ có 3 trạng thái màu bông nha cô chú anh chị, một trên một bông nha. 3 trạng thái màu bông trên một bông. Đó. Nụ nè, quá xá nụ luôn nha. Hàng này là bao Tết thoải mái luôn cô chú anh chị ha. Ở này mình có tặng kèm dưỡng nụ với lại hút sâu như là mấy clip trước không vậy ha chị Thủy? Quên đó có. Rồi. Cái này khi cô chú anh chị mình mua mỗi đơn hàng sẽ được tặng kèm theo một combo làm gồm một thuốc dưỡng nụ và một thuốc sâu như mọi khi ha.
như mỗi khi vậy đó, thì cũng như năm nay thì Tết năm nay thì em cũng ưu đãi cho khách hàng, thì em cũng tặng cho cô chú anh chị, em quên nói nhưng mà khi chốt hàng thì cô chú anh chị em mình chốt đơn thì tông cây thì em cũng vẫn tặng, lúc nào cũng tặng ha, vẫn tặng cho cô chú anh chị em mình một combo, đó là một gói dưỡng nụ và một gói thuốc sâu ha, để mà mình về mình chăm cho nụ nó sáng và mình chơi Tết cho nó đẹp chân cô chú anh chị. Rồi, cây này dáng bay ha, mà thân lắc ra nó rất là dễ thương nha cô chú anh chị. Hoành thân được 16. Để có luôn ha. Cây này ngay đây có một chùa, có một tuột ngay đây cô chú anh chị mình nè ha. Đó, mình gì mình muốn ghép thêm mình ghép nè cô chú anh chị ha. Đó, đây nè. Đó, mình muốn ghép thêm gì mình ghép. Còn không ghép thì mình bỏ luôn cũng được, mình để nguyên dáng bay gì mình chơi cho đẹp nha cô chú anh chị nha. Chiều cao là mình được có 56. Chiều bay của nó là mình được là 130. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.700.000 em bao phí ship nha. Rồi 1.700.000 quá rẻ, đổi cây luôn nha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 17, 17A. Rồi. Cây này giống gì đây ha chị Thủy? Rồi cây này là cây cúc hoàng hậu nha cô chú anh chị. Rồi cúc hoàng hậu ha. Cây này tàn khá luôn nha. Ngon luôn á, tàn ok á cô chú anh chị. Cúc hoàng hậu cái này thì bông nói chung là bông rất là đẹp nha. Hoàng hậu thì nói chung thì em khỏi bàn cãi thôi cô chú anh chị, mình biết cái tên của nó là hoàng hậu rồi mà hoàng hậu với hoàng đế là hai cái nói chung là bông phải dữ dằn người ta mới đặt được cái tên như vậy nha cô chú anh chị ha. Đó. Một số cô chú anh chị mình chưa biết mặt hoa như thế nào thì cô chú anh chị mình liên hệ số điện thoại qua Zalo cô chị Thủy, chị Thủy sẽ gửi mặt hoa tại vườn của chị Thủy cho cô chú anh chị tham khảo nha. Trời ơi nút nụ nhìn thấy ghiền gì đâu á. Ok này thân lắc. Này có đế nha cô chú anh chị, vô cái trụ dĩa ăn cái là lên kiền liền. Hoành thân được 21. Rồi. Chiều cao là 107. Rồi. Tán ngang 107 luôn. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.800.000 bao phí ship nha. Rồi, cây này cuối clip luôn ha chị Thủy. Rồi, cây này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn cơ toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa mình đã xem kênh và đã ủng hộ cho em ha. Em mong rằng cô chú anh chị em mình cũng luôn luôn yêu thương ủng hộ cho em nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho các nhà vườn của kênh. Thì rất mong cô chú anh chị và các bạn luôn luôn yêu thương và ủng hộ cho kênh ha. Thì cô chú anh chị và các bạn nào chưa bấm đăng ký kênh thì cho em xin một like và một đăng ký kênh để khi kênh em quay những video mới thì cô chú anh chị mình nhận được thông báo để vào xem sớm nhất nha. Em xin chào và hẹn gặp lại nha.